À, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để chạy quảng cáo tăng follow cho cái Thì kênh đây là TikTok con cà nha. phê. Thì đây là Đi con cà vào cái phê ngắm video view hoàng hôn rồi cực đẹp. sau đó thì các bạn bấm vào cái nút ba chấm đấy, rồi xong các bạn có cái nút quảng bá đó thì mình sẽ vượt qua một lại cho các bạn xem đó. Thì các bạn vượt ngược lại là có cái nút quảng bá, các bạn bấm vô cái nút quảng bá đó. Thì ở đây nó có nhiều cái chế độ chạy, thì chạy thúc đẩy tài khoản thì có thể là chạy theo lượt xem video, hoặc là chạy để tăng follow, hoặc là để tăng vào chạy để tăng vào trang web hoặc là tin nhắn đó. Thì nó có nhiều chế độ để mình có thể chạy, và mình cũng có thể set đối tượng, tức là mình có thể set đối tượng mặc định hoặc là mình tạo ra một cái đối tượng riêng. Thì mình đã tạo sẵn một cái đối tượng cho mấy bài quảng cáo trước rồi đó. Thì có thúc đẩy tài khoản có 3 chế độ nha. Đó thì ở dưới là mình sẽ chọn là cái đối tượng khán giả của mình là nữ, một là cái này mình đã set sẵn rồi, và ở xuống dưới là mình có thể set up ngân sách nha. Đó thì các bạn có thể chọn là mỗi ngày chạy bao nhiêu tiền. Thì ví dụ mình chạy một ngày là 46.000 và mình chọn 3 ngày thì cái này là mình sẽ nạp tiền này. Đó thì nạp tiền thì các bạn có thể nạp qua Momo cũng được. Đó, Momo dễ lắm. Rồi sau khi nộp xong thì các bạn chờ tiền là còn vô, xong các bạn bấm bắt đầu. Thì lần đầu tiên á thì nó cũng lâu duyệt, nhưng mà mấy lần sau thì cỡ khoảng 1-2 phút là nó sẽ duyệt kiếm tiền cho các bạn rồi. Đó thì bây giờ mình kết thúc ở đây nhé. Cảm ơn mọi người nhé.